Em nha, hôm nay mình tiếp tục đến vườn của anh Nhân ở Cá Bè nè. Hôm nay anh có giao lưu với anh em hai gốc mai. Đầu tiên là gốc số 1 cho anh em. Ví dụ anh em nào mà quan tâm thật sự thích đó, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh Nhân qua số điện thoại để phần tiêu đề nha anh em. Cặp mai giáo ghim nha anh em. Bông thì 8 đến 12 cánh. Quay cho anh em xem cái dàn xương của nó nha. Quay một vòng để cho anh em tham khảo. Cái này nhìn bên ngoài khá là đẹp anh em. Đây, quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Cây này chiều cao nó thì nó rơi khoảng tầm 3,5 m ăn lên nha anh em. Còn cái đường kính bộ tàng tầm khoảng 4 m. Chỉ cành của nó đây. Quay một vòng nha cho anh em tham khảo nha. Quá trời luôn. Cây này đây mình đây cho lâu chưa anh Nhân? Mới hôm qua ha. Đây nè. Từ dưới lên nè, dàn xương nó từ dưới lên nè. Đây nè, từ dưới lên nha. Cái này thì mới đem về hôm qua, mới xuống lá luôn. Này mới xuống lá hôm qua luôn phải không? Thấy mấy cái lá nó vẫn còn tươi xanh nè. Mấy lá còn trên ngọn còn tươi. Phía trong chân cành của nó nè anh em. Mấy cành này ngày xưa lại dư cắt tạo thành mới hả Nhân? Đây có một số điểm nó lên cục cục nè anh em. Trên cũng vậy nè anh em. Xưa thì cây này tạo lại nha anh em, chứ không có nguyên thủy. Chỉ cành cũng khá là lớn nha. Đây điểm nè. Còn dưới đây là cái bộ đế nè anh em. Quay cho anh em làm sao một vòng của bộ đế này nha. Cây này đế quá nha anh em. Cái dưới này nó cái rễ này nó lớn mà nó cắm sâu xuống này, mình moi nhẹ nhẹ xuống nó còn nữa nha anh em. Đây dòng củ lớn nha nè anh em, thấy nè, củ lớn, củ nở nè, thân thì mớp nữa nè, mớp dài lên phía trên luôn dưới cái bộ đế. Đây, một dòng bộ đế nha. Này phía dưới còn đế đó không bộ? Còn anh. Còn nha. Ăn có một số điểm anh em thấy mớp đều hết trơn. Nó tạo thành khí 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 nè. Cái này là bị cắt da hay sao ta? Bị tróc da vậy. Đó xưa vậy. Vậy mình sợ mình nấy mình kỹ mình test ha. Dán lại đó. Đi dán lại dán. Này giống như cái dầu vô quá. Đây mớp đây nè, mớp dài xuống nè. Cái này vô đo thử dùm cái hoành nó khoảng nhiêu mà bầu. Bốn mươi bốn hoành rồi đó, đo xuống dưới nguyên cái dòng cũ khoảng nhiêu. Nhiêu bầu? 130. Rồi mày đo thấp thân của cái cây này luôn khoảng nhiêu mà 30. Rồi mình đo cho mình cái hoành này đi bộ. Cái hoành của cái nhánh này, khoảng nhiêu? 24. 24. Rồi để mình quay lại cho anh em tham khảo bộ đế thêm một vòng nữa nha. Đấy, đế này anh em. Đế là cục cục nè. Vòng. Rồi đâu mình ra mình quay cho anh em nguyên cái bộ tàng lần nữa nha. Anh em tham khảo luôn. Đây bộ tàng anh em. Cái này thì chủ nhà chia sẻ là cái cây này giáo ghim nha anh em, 8 đến 12 cánh. Cái này anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho ảnh đi, và thương lượng. Vẫn bao ship cho anh em 200 cây số nha. Rồi anh em ở xa thì vẫn thương lượng. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha anh em. Tiếp theo nha anh em. Cái này chiều cao khoảng nhiêu ạ? Bộ. 4 m. Còn cái đường kính bộ tàng là khoảng nhiêu? Này chậm chắc khoảng 2,1 m hay 2 quá. Ừ. Cái này vẫn dấu dấu ghim luôn phải không? Luôn. Đây anh em, chi tàng cái này anh em ơi. Quay một vòng cho anh em tham khảo bộ tàng cái nha. Cái này đóng đế tương đối đẹp nha, đều. Quay từ xa cho anh em nha, xem nha. Phía bên trong này nè, chỉ cạnh phía bên trong góc này nè.
dọc dài xuống. Cây này, cây này cũng mới đem về đây thôi hả bầu? Đây nè, quay cho anh em tham khảo chỉ cần phía bên trong của nó đây nha, dậy lên nha anh em. Cây này tết nó bông dữ không anh? 8-12 cánh anh. Bông chùm ha. Dạ. Đây nè, chỉ cần bên trong của nó này nè, phía dưới là bộ đế nè anh em ơi. Đây, dạ quay cho anh em xem bộ đế nha, đế nhỏ, đế nhỏ nhưng mà nó đều hết trơn anh em. Nói chung thì cái cây này nó hoành của nó thì nhỏ nên cái đống bộ đế này cũng tương đối lớn nha nè. Anh em có thể dòm hình dung ra được bộ đế này. Quay cho anh em tham khảo dòng của bộ đế này trước đi. Nào mình vô mình đã không số sao. Bên đây có đế không ta? Dưới đây còn đế nữa không còn? Còn đó. Còn cây, okay. Bên đây thì đây hơi lỏng. Còn không? Đây nè, bộ đế này nè mà. Quay cho anh em một vòng, đây có cái đế đây hơi lỏng chút xíu nè mà. Quay một vòng cho anh em tham khảo lại lần nữa nha. Đế đều nha anh em. Phía trên chân cành của nó đây nè. Dài lắm. Cái này nhào vô đo thử cái hoành đi, tham khảo hoành luôn khoảng nhiêu. Quỳnh nhiêu ạ? 39 hoành. Rồi mình đo cao chút xíu đi. Đây. Rồi, đo đời đúng rồi, đo đại chỗ eo cũng được nữa. 32. Rồi thoát thân luôn hả? 40. Rồi mình đo nguyên cũ đi khoảng nhiêu, cũng nguyên cái bộ đế luôn. Cây này vẫn bao ship 200 cây số phải không? 150 luôn. 150. Này anh em nào Zalo vẫn bay bao ship 200 cây phải không? Dạ. Rồi đây mình quay sơ anh em tham khảo lại cái dòng tàn nó cái đó nha. Cây này ví dụ anh em nào mà thiện chí muốn Zalo là giá khoảng nhiêu không? 20 triệu nha anh em, có bao ship cho anh em 200 cây số. Rồi. Bây giờ thì mình xin tạm thời kết thúc video tại đây ha. Ví dụ anh em nào mà thiện chí muốn Zalo thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Nhân qua phần tiêu đề anh em. Rồi bây giờ thì mình tạm thời kết thúc video đây. Nói chung thì anh em nào quan tâm những gốc mai khủng đẹp thì anh em có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì bình thường anh sống vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cánh Đồng Thay. Thứ hai là bên Zalo thì bạn đã full rồi nha anh em. Thì anh em nào muốn kết bạn thì có thể như kết bạn với mình qua Facebook Cánh Đồng Miền Tây. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.